16 La Mã: tham thiền cảnh ngữ, lời răn nhắc người tu thiền. Tâm tức là Phật, Phật tức là giác. Chúng sanh và Phật đồng có tánh giác bình đẳng này mà không khác biệt. Tâm này tuy trụ nơi hư không tịch tỉnh mà không chấp một vật, không thọ một pháp, không thể tu chứng. Tánh giác linh minh sáng suốt, đầy đủ muôn đức, diệu dụng hằng xa, không thể giả lập tu chứng. Chúng sanh vô mê muội nên trầm luân trong sanh tử, trải qua bao kiếp dài lâu, có bao tham sân si, tình ái vọng tưởng chấp trước, nhiễm ô thâm trọng, nên bất đắc dĩ mới nói tu nói chứng. Người xưa bảo rằng chẳng in tuồng như một vật, nhưng bất đắc dĩ mới dùng công để sống với tâm đó. Hiện tại đã thiền thức đã 3 ngày, tức qua nửa tuần rồi. 3 ngày kế trong nửa tuần, thân tâm dần dần thuần thục thì dụng công cũng dễ hơn lúc trước nhiều. Quý vị chế làm nhân duyên, trong 3 ngày kế phải hành đến độ nước chảy đá lội, phát minh tâm địa thì mới không cô phụ cơ duyên khó được này. Trong hơn 20 ngày tới, mỗi ngày từ sáng đến tối, khi vừa thức dậy, quý vị phải nỗ lực dụng công. Tuy nhiên, có 4 loại cảnh giới rất khó vượt qua. Thứ nhất, việc chọn lựa lộ trình tu học vẫn chưa rõ, và thổi đầu tham khán đề cử lên không nổi. Chỉ mơ mơ màng màng, tuy theo đại chúng nhưng ngủ gật cù, không thể đuổi được vọng tưởng, đó là hung trầm dao động. Thứ hai, đề khởi được thổi đầu nên đạt được chút ít thọ dụng, nhưng lại chấp chặt vào miếng ngói của thành quân địch, tức chỉ lo niệm câu thổi đầu. Ai đang niệm Phật nên trở thành niệm thổi đầu, rồi dùng cách này mà đề khởi nghi tình, mong muốn khai ngộ. Nào biết đâu đó là dụng tâm niệm thổi đuôi, tức vẫn là pháp sanh diệt, nên chẳng bao giờ đạt đến nơi nhất niệm vô sanh. Lúc ấy tạm thời dụng công thì còn được, nhưng nếu chấp trước rằng đó là pháp môn cứu cánh chân thật, thì đến khi nào mới được ngộ đạo? Gần đây sở dĩ trong thiền tông ít xuất hiện nhân tài, vì đa số người tu thiền làm dụng tâm nơi thổi đuôi. Thứ ba, nếu đã biết cách tham khán thổi đầu thì nên chiếu cố bằng cách nhìn vào nơi một niệm chưa sanh, hoặc biết niệm Phật chính là tâm, tức niệm này khởi từ tâm, nhìn suốt thẳng đến tâm tướng vô niệm, rồi từ từ sẽ đạt được cảnh giới tịch tỉnh, thì những vọng tưởng thô đều dừng, đạt được cảnh giới kinh an nhẹ nhàng, và cũng thấy bao cảnh giới khác xuất hiện. Khi ấy tôi chẳng biết thân xác trụ nơi nào, nhưng thân tâm cảm giác rất nhẹ nhàng thơ thới. Nếu thấy người và vật khả ái mà sinh tâm vui thích, hoặc thấy cảnh giới đáng sợ mà sinh tâm sợ hãi, hoặc thấy những cảnh giới dâm dục cùng bao loại cảnh giới không chân chánh, thì biết đó đều là cảnh giới ma. Nếu bám chấp vào chúng thì sẽ sanh bệnh. Thứ tư, nếu nghiệp chướng nhẹ, lộ trình tu đạo thấy rõ ràng, dụng công đều đặn hợp với căn cơ, đó là đi trên quỹ đạo chân chánh. Nếu vọng tưởng ngưng thì thân tâm sảng khoái sáng suốt tự tại, chẳng còn gặp cảnh giới nào cả. Đạt đến nơi đó phải phấn chấn tinh thần, dụng công tiến bước. Chỉ còn một việc phải nên chú ý là có thể đang ngồi trên đá cuội, phân vân nơi đường lộ phía trước. Ngay nơi đó, vì bị chút ít hôn trầm mà dừng lại, hay đắc được vài điểm huệ giải, rồi làm thơ viết kệ, tự cho là đủ, thì liền khởi tâm cống cao ngã mạn. 4 cảnh giới trên đều là thiền bệnh. Nay tôi sẽ chỉ dẫn cách thức dùng thuốc để trị chúng. Thứ nhất, nếu chưa tham khán được thoại đầu, vọng tưởng hôn trầm đầy dẫy, thì quý vị phải tham khán một chữ ai trong câu thoại đầu, ai đang niệm Phật. Tham khán được càng lâu thì hôn trầm sẽ càng giảm bớt. Nếu đạt đến lúc chẳng quên chữ ai thì tham khán đến nơi một niệm vừa khởi lên. Đến khi một niệm không còn khởi, tức là đạt đến nơi vô sanh. Nếu tham khán được đến nơi một niệm chưa sanh thì mới chân chánh gọi là tham khán thoại đầu. Thứ hai, đối với người bất bình dụng tâm tham khán thoại đuôi, chấp trước vào câu ai đang niệm Phật, tức làm chấp pháp sanh diệt, thì lúc ấy phải mau chiếu thẳng vào tâm tưởng, hướng vào nơi khởi niệm mà tham khán đến chỗ một niệm chưa sanh. Thứ ba, khi quán được vô niệm, đạt kinh an tịch tỉnh, rồi gặp những cảnh giới kỳ lạ, thì phải chiếu cố nhìn lại câu thoại đầu của mình, chẳng sanh một niệm. Phật đến chém Phật mà đến chém ma, chẳng màng đến những cảnh giới đó thì tự nhiên vô sự, không lạc vào tà ma ngoại đạo. Thứ tư, khi dòng niệm dừng, tinh thần sảng khoái sáng suốt, thân tâm tự tại, phải ứng theo lời cổ nhân, vạn pháp quy về một, nhưng một quy về đâu? Tiến bước hướng đến nơi cùng cực, thẳng lên đỉnh núi cao ngất, hay hành thông suốt tầng đáy biển, tức là phải vung tay rộng thêm nữa. Như trên đã nói, đây chỉ là những phương pháp dành cho người độn căn trong đời mạt pháp.
Thật ra tông môn là tối thượng bậc nhất. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đưa cành hoa lên tại pháp hội nơi núi Linh Sơn, đó là truyền ngoài giáo lý. Chư tổ sư trải qua bao đời chỉ truyền một tâm pháp, tức chỉ thẳng nhân tâm, thế tánh thành Phật, không lạc vào giai cấp, chẳng cần giả tu chứng, nên một tô nửa cú tiền hiểu. Có một pháp có thể đắc và có một pháp có thể tu, xả bỏ liền được như thế, không khởi vọng duyên, tức đồng như Phật. Đối với lý này, chắc quý vị đã nghe nhiều lần rồi. Ha ha ha, 闻三摩地所。